Zika Audio minh số nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio minh số ạ. Vâng, hôm nay thì bên em có nhận được đơn của anh Tưởng ạ. Vâng, anh có số điện thoại là 0336098832 ạ. Vâng, anh ở số nhà 8 tổ 8 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội ạ. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh em có trao đổi với nhau thì anh có đặt cho mình một cái lọc Pioneer mã là 685. Vâng, bên em có tặng dây AV 0.18m. Vâng, thì dây AV bên em đang tặng của anh đây ạ. Đang kết nối trực tiếp luôn để chạy ổn định thì em bắt đầu mới tặng. Vâng, thì đây trước tiên em thay mặt công ty Zika Audio minh số thì cảm ơn anh Tưởng nhé. Vâng, thì đây là cái lọc thì mã là Pioneer này, EQ685 đấy ạ. Vâng, thì đây là bên em đang test trực tiếp cho anh với cái lọc thì anh đã chọn lựa. Vâng, thì đây anh nhá, thì giao diện phía trước thì khá là đẹp đấy ạ. Vâng, ở giữa có cái màn hình hiển thị LCD và hiển thị cái sóng nhạc rất là đẹp đấy ạ, đi theo cái tín hiệu nhạc đấy ạ. Đấy, rất là bắt mắt. Và hai bên thì là nó gồm 20 cần gạt và mỗi bên là 10 cần. Đây, bên em đã chỉnh sẵn cho anh đây ạ. Anh nghĩ như này anh chỉnh là được nha anh nhá. Cái hình vòng cung thì được đấy ạ. À, rất là hay, cái này chỉnh dễ đấy ạ. Vâng, thì bên đây là tín hiệu đầu vào, anh chọn các lệnh này. Ví dụ anh cấm vào cổng nào phía sau thì anh chọn ở cái nút input đây này. Tín hiệu đầu vào đây là nút scan dừng đèn này. À, đây là tắt nguồn, chắc là anh biết rồi. Vâng, thì đây là EQ này. Và không cho đi qua EQ thì em tắt EQ đi anh nhá. Vâng, đấy, nhạc rất là tối. Vâng, thì anh so sánh được là có cái EQ này, có cái lọc xì thì hỗ trợ giải âm rất tốt. Vâng, anh em bật lên này. Vâng, anh bật lên thì ở đây nó có chữ EQ này, chữ hiện chữ EQ đỏ này mới bắt đầu cái lọc xì này nó mới xử lý tín hiệu bằng cách cần gạt này anh nhá. Vâng, thì rất là hay. Vâng, em đang đấu với cái Vanker ZKM500X ạ. Đây ạ. Vâng, và cái đẩy HA1000. Vâng, một đô la Tannoy đấy ạ. Vâng, nghe rất hay. Đấy, cái giải âm có cái lọc xì vào nghe rất là tốt, hỗ trợ giải âm rất tốt. Đây, em tắt đi này. Đấy, anh phân biệt rất là rõ ràng. Vì thế mà anh bỏ cái đồng tiền ra anh mua cái lọc xì thì quá là hiệu quả và tầm tiền. Vâng. Vâng, nhân viên nhà em đang đóng hàng đấy ạ. Hôm nay bên em cũng đi rất là nhiều đấy ạ. Vâng, vẫn đang chờ bưu điện đến để vận chuyển đi bác ở tỉnh xa đấy ạ. Vâng, em làm việc rất là cật lực. Vâng, hiện tại cái lọc xì này của anh Tưởng hoạt động rất tốt anh nhá. Rất là ổn định, thì tôi đem xin phép anh Tưởng là bên em bỏ ra đóng vào hộp gửi cho anh rất là cẩn thận. Vâng, anh ở gần cửa hàng em thôi, cũng cách mấy cây thì bên em có cho nhân viên trở sang tận nhà anh luôn ạ. Vâng, anh cố gắng chờ nhân viên bên em giao hàng tận tay cho anh nhé. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Tưởng và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh và hẹn gặp lại.